Chào các bạn, ở bài trước chúng ta đã cùng nhau luyện tập kỹ thuật phun môi lipstick hay còn gọi là kỹ thuật phun môi hiệu ứng son môi bằng kim 1. Hôm nay Winnie sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện kỹ thuật phun môi xí muội. Phần 2, kỹ thuật phun môi xí muội. Môi xí muội là một xu hướng làm đẹp du nhập từ Hàn Quốc. Với phong cách làm đẹp này, các chị em sẽ sở hữu một đôi môi tươi tắn, đậm ở lòng môi và nhạt dần về phía viền. Chính vì vậy, khác với phun môi lipstick, phun môi xí muội chúng ta sẽ bỏ qua bước đi khung, định hình khuôn môi. Thay vào đó, chúng ta sẽ có một lớp nền đều tay phủ lên toàn bộ khuôn môi. Lớp nền này sẽ thay đường khung môi, định hình khuôn môi trong suốt quá trình phun. Sau khi hoàn tất lớp nền bằng kim 1, chúng ta bắt đầu tạo hiệu ứng đậm nhạt cho môi nhé. Để tạo được độ đậm của lòng môi và nhạt dần về phía viền môi, chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng kỹ thuật đi kim quả lắc 2 chiều để tản bầu. Chúng ta tiến hành đi các lớp hạt dày ở lòng môi và thưa dần ở viền môi bằng cách tạo các đường chéo đan xen. Ở những lớp đầu tiên, các đường chéo bắt từ lòng môi và tản dần về phía viền môi theo góc 60 độ với lòng môi. Ở những lớp hạt sau, các đường chéo sẽ nằm dần và ôm vào lòng môi, tạo những điểm nhấn đậm ở lòng môi. Phun môi xí muội được ví như cánh hoa trùm chím nở. Đây là một giải pháp hữu hiệu đối với những cô nàng sở hữu một đôi môi dày, vì nó sẽ giúp chúng ta ăn gian được một phần của viền môi. Bật mí một chút nhé! Ở clip này, mình thực hiện kỹ thuật phun môi xí muội bằng kim 1 và mình sử dụng máy phun thần thánh thường. Toàn bộ quá trình phun môi trải hạt mực, chúng ta nên đi ngắn tay, các đường hạt xếp với khoảng cách đều nhau, tránh tạo thành vệt màu hay bết màu. Tốc độ kim và tốc độ máy vừa phải, không đi quá nhanh cũng không đi quá chậm để tránh các hạt mực bị xước hoặc quá dày. Một sản phẩm phun môi đẹp khi đạt được độ chuyển màu mềm mại, đậm ở lòng và nhạt dần ra viền. Nào, chúng ta cùng nhau luyện tập mỗi ngày để có thật nhiều sản phẩm ưng ý nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh Winnie Academy nhé. Chúc các bạn sức khỏe và thành công.